Cô gì ơi, cô có thể giúp tôi được không? Có chuyện gì thế ạ? Sáng nay tôi vừa đi khám bệnh, bị người ta móc mất ví ở trong túi rồi. Từ sáng đến giờ không có gì bỏ vào bụng cả. Em có cái bánh này, anh ăn tạm thôi đó ạ. Tôi không ăn đâu, bụng dạ tôi kém lắm, không ăn được mấy thứ này. Cô có biết quán cơm bình dân nào không? Cho tôi vào ăn cơm canh đậu cũng được. Chính kia có quán ấy, hay là mình vào đấy hả? Quán kia trông sang trọng quá. Đây, bên kia có quán cơm bình dân kìa, tôi với cô sang bên đó đi. Tôi với cô vào đây nhá. Dạ vâng ạ. Này cô kia, cô làm gì đấy? Đừng có đi theo anh ta là kẻ lừa đảo đấy. Cô nói lừa chuyện gì vậy? Anh nói là cả ngày anh không ăn gì, thế mà người ta đưa bánh cho anh lại chê à? Quán này ở sâu trong ngõ, người ở đây còn chưa chắc đã biết, mà anh ta từ quê lên lại biết rõ vậy. Quan trọng nhất là trong bán kính 5 km quanh đây không hề có cái bệnh viện nào. Không có tiền thì anh đi bộ đến đây hay sao? Đi thôi, ở đây nguy hiểm lắm. Đây là thủ đoạn lừa đảo những cô gái nhẹ dạ cả tin. Các cô gái hết sức chú ý, không nên đi theo người lạ đến bất cứ địa điểm khả nghi nào, tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc nhé.